Xin chào các bạn đã đến với kênh Kết nối sức khỏe của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến với các bạn là cách trị ho hiệu quả bằng mật ong và quất. Mật ong và quất kết hợp với nhau sẽ cho chúng ta một bài thuốc trị ho hiệu quả. Cho dù bị ho nặng thế nào thì sau khi sử dụng bài thuốc này vài lần cũng sẽ thấy được ngay kết quả chuyển biến tích cực. Trái quất miền Nam gọi là trái tắc, Tây Nam Bộ gọi là trái hạnh. Tuy nhỏ bé nhưng lại chứa đựng một công dụng chữa bệnh không hề nhỏ, đặc biệt là trị ho và viêm phế quản. Mật ong nguyên chất có chứa nhiều công dụng, đặc biệt là khi sử dụng mật ong kết hợp với những nguyên liệu tự nhiên như trái quất sẽ tạo thành một bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả mà lại ít tốn kém. Vậy làm thế nào để chế biến, làm thế nào để sử dụng quất và mật ong cho hợp lý? Nguyên liệu làm quất ngâm mật ong rất là đơn giản vì chỉ dùng có hai nguyên liệu cơ bản, đó chính là quất và mật ong. Nguyên chất bạn có thể sử dụng luôn hoặc là để lâu. Chế biến để dùng luôn thì bạn cần dùng 4 hoặc là 5 quả quất và một ít mật ong nguyên chất, một bát thủy tinh nhỏ. Cắt nhỏ quất thành miếng nhỏ rồi bỏ vào bát, đổ mật ong cho săn sóc, sau đó đem đi hấp. Có thể hấp bằng nồi cơm, nồi hấp hoặc là lò vi sóng. Sau khi đã hấp chín, trộn hỗn hợp lên cho hòa quyện. Tiếp theo là ngậm và nuốt từ từ, từng chút một để họng có thể hấp thu được. Thời gian để dùng hết chỗ hỗn hợp này thì kéo dài từ 30 phút đến 1 tiếng. Chế biến để dùng dần. Nguyên liệu có quất đã rửa sạch và thái thành từng miếng nhỏ. Mật ong, một hộp hoặc là một lọ để đựng. Xếp quất vào lọ hoặc là hộp. Cứ một lớp quất thì dưới một lớp mật ong lên trên bề mặt, xen kẽ lẫn nhau. Lưu ý dưới mật ong đều xung quanh bề mặt của quất để mật ong ngấm đều vào quất. Cứ như vậy cho đến khi xếp đến đầy lọ. Đậy nắp chặt, để vài ngày sau quất sẽ ra nước và quyện chung với mật ong. Ta sẽ sử dụng nó để chữa bệnh ho. Sau vài ngày để ủ thì hỗn hợp quất và mật ong dùng được. Bạn có thể sử dụng bằng một trong những cách sau. Có thể thêm vào trà nóng hoặc là trà quất mật ong, rất là thơm ngon. Ngậm trực tiếp miếng quất với nước quất mật ong ngày 3-4 lần, pha chung với nước ấm. Cách này không chỉ làm giảm tình trạng ho mà nó còn làm ấm bụng, thơm miệng và cung cấp lượng nước cho da, khiến da không còn bị khô nẻ ở thời tiết lạnh nữa. Với bài thuốc dân gian này, bạn sẽ không phải lo lắng về tác dụng phụ với những nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên và dễ làm. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm cách là làm chanh đào ngâm với mật ong hoặc là mật ong ngâm với chanh gừng cũng trị ho rất là tốt. Cách làm thì cũng tương tự như quất với mật ong. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thấy hay và ý nghĩa thì hãy chia sẻ đến với mọi người và đừng quên ấn nút like, đăng ký kênh của mình để theo dõi các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.